Theo đó, vào thời gian trên, nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an huyện Phú Tân ập vào kiểm tra và bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bộ cửa sắt, 3 con gà đá, 17 điện thoại di động, 25 xe mô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng chức năng còn tạm giữ trên 16 triệu đồng. Được biết, tụ điểm đá gà này hoạt động từ lâu, gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.